Người nông dân và người thợ săn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo. Chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận. Nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào. Chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng. Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói: "Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng như thế, anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn? Một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?" Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán: "Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn." Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ. Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt 3 con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho 3 cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích, quấn quýt chơi đùa bên mấy con cừu vừa được tặng. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cuội chắc chắn để nhốt đàn chó của mình. Và từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa. Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu hay hận thù là sự tự do lựa chọn của mỗi người. Sức mạnh của tình yêu là xây dựng, sức mạnh của thù hận là tàn phá. Xây thì khó, nhưng phá thì rất dễ. Tình yêu xóa bỏ hận thù, hận thù cũng chối bỏ tình yêu. Tình yêu đem lại sự hiệp nhất, hận thù đem lại sự chia rẽ. Tình yêu đem lại hạnh phúc, hận thù đem lại đau khổ. Thiên Chúa là tình yêu, ma quỷ là thù hận. Người ta có thể tự do để lựa chọn Thiên Chúa hay ma quỷ. Tình yêu là thiên đàng, hận thù là hỏa ngục. Tình yêu thì là đường hẹp, cửa hẹp, khó đi, khó qua, nhưng lại đưa đến niềm vui và sự sống. Còn hận thù là đường rộng, cửa rộng, dễ đi, dễ vào, nhưng lại đưa đến đau khổ và sự chết. Con người rất muốn trả thù, vì bản tính của con người luôn muốn tiêu diệt sự ác. Nhưng sự ác không thể bị tiêu diệt bằng sự ác, và tình yêu thì vượt trên công bằng. Chỉ có tình yêu và tha thứ mới có thể tiêu diệt được sự ác. Con người chỉ có thể được cảm hóa hoàn toàn bằng lòng tốt và thiện tâm mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con
hãy biết vượt qua quy luật mắt đền mắt, răng đền răng, để có thể yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng con. Nhờ đó, chúng con mới được trở nên con cái của Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy biết sống yêu thương để thêm bạn bớt thù. Nhưng biết bao lần con đã thực hiện điều ngược lại, để giờ đây xung quanh chúng con, hàng xóm, láng giềng, người thân, bạn bè cũng từ từ trở thành thù nghịch. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa, xin đổ tình yêu Chúa vào trong tâm hồn chúng con, và nhờ đó chúng con sẽ nên hoàn thiện như Chúa là đấng hoàn thiện.